Xuất cảng tôm của Việt Nam sụt giảm tin từ Việt Nam. Lần đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây, kim ngạch xuất cảng của ngành tôm Việt Nam trong năm 2012 sụt 6.3% so với năm 2011. Báo Tuổi Trẻ trích dẫn phúc trình của Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam, viết tắt là VASEP, cho biết tỷ lệ thành công của tôm Việt Nam chỉ đạt cao nhất là 40%, trong khi tỷ lệ thành công của Thái Lan lên tới 70%. VASEP còn cho biết vì tỷ lệ này quá thấp, Việt Nam có khuynh hướng nhập cảng tôm nguyên liệu của các quốc gia khu vực để xuất cảng. Vì vậy, giá thành con tôm xuất cảng của Việt Nam thường cao hơn 25% so với các quốc gia xuất cảng tôm khác như Indonesia, Ấn Độ, Ecuador. Cũng theo VASEP, 10 thị trường nhập cảng tôm Việt Nam lớn nhất trên thế giới là Nhật, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Đức, Canada, Nam Hàn, Anh, Úc, Đài Loan và Pháp. Tuy nhiên, trong năm 2012, các vùng nhập cảng tôm Việt Nam mạnh trong thời gian qua gồm có Hoa Kỳ, Liên Âu, Canada, Châu Á và Thụy Sĩ đều cắt giảm số lượng. Nguồn tin này đã làm buồn lòng giới nuôi tôm ở Việt Nam không ít. Trước đó, cuối năm 2011, ngành xuất cảng tôm Việt Nam bị Hoa Kỳ áp đặt thuế chống bán phá giá 1.25%. Còn theo dư luận, việc ngành xuất cảng tôm bị cắt giảm sản lượng là hệ quả của tình trạng coi thường phía đối tác. Nhiều tài liệu quốc tế được công bố rằng ngư dân Việt Nam liên tục lén lút sử dụng kháng sinh để con tôm Việt Nam không bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, những loại kháng sinh này như triflarin, chlorpenicol chứa trong con tôm Việt Nam vượt mức cho phép.